Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã đến với trang Chiến Bùi. Hôm nay lên giao lưu với anh em một chiếc đồng hồ nó khá là lẫm so với lại những chiếc đồng hồ bình thường lên. Đó là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, một hãng độc lập mà Pierre Kuhn. Chiếc này là một chiếc đồng hồ vàng khối nguyên zin, đồng hồ và khóa đều là vàng khối. Giá giao lưu của chiếc này là 169 triệu. Đây là một trong những hãng đồng hồ độc lập anh em có thể biết tới, rất là nhiều hãng nổi tiếng như Bovet, Harry Winston. Đây là một vài hãng đồng hồ độc lập khác, nó rất là đặc biệt. Cơ chế đặc biệt của chiếc này đó là một trong những chiếc về Chipper Rezoges. Em có thể nhìn thấy cái kim dây đỏ từ 0 đến 30, và khi mà từ 0 đến 30 nhảy xong thì nó sẽ nhảy lên. Đây, anh zoom lên, từ 0 đến 30 thì kim đỏ nhảy xong thì kim đen sẽ từ 30 chạy đến 60. Anh em để ý kim đen chạy từ 45 đến 60 này, kim dây đỏ sẽ lại tiếp tục nhảy. Cơ chế nhảy lịch nó khá là hay. Anh em để ý cái kim đỏ đó, kim dây trả lại và kim đỏ tiếp tục chạy. Tương tự thì cơ chế lịch của nó thì nó cũng rất là dễ. Cơ chế lịch nó có một nút ở bên cạnh này, nó là một dòng Chipper giống như những chiếc thập kỷ 40. Đây anh em có thể nhìn thấy đó. Còn cái lịch ngày của nó thì là anh em nhìn thấy là nó là hai cái bánh lịch nó khác nhau, cái bộ máy của nó khá là phức tạp, cho nên thường là mời những cái chuyên gia của những cái hãng đồng hồ rất là nổi tiếng để chế tạo lên chiếc đồng hồ như thế này. Chiếc đồng hồ này thì có size là 44, cái tay càng của nó khá là cụp và thân, cho nên là đeo khá là dễ, phù hợp với những anh em tay 17 đổ lên, độ dày của nó khá là dày. Sơ qua về tổng thể chiếc đồng hồ. Về mặt số thì nó là mặt số 5 mã, từ 1 đến 12 là số 5 mã. Kim dây khá là độc đáo. Hệ thống thứ thì nó theo cái Chipper dòng xưa rồi, hệ thống ngày thì cũng thế, khá là đặc biệt. Cái kim giờ, kim phút và kim GMT, kim ngày thứ thì nó là kim màu xanh, rất là đặc trưng. Vỏ vàng khới rất là nặng, núm zin. Anh em có thể nhìn phía sau đây, đây là một chiếc vàng hồng Pierre Kuhn Geneva, và chiếc này chiếc số thứ 3. Cái dòng máy của nó thì cũng khá là đặc biệt, là Speed Challenger. Đây là trên đây là có cái chuyện đầu chó. Đây. Trên này có cái chuyện đầu chó và chuyện của cân tiểu ly, một trong những điểm rất đặc biệt theo cái tiêu chuẩn của đồng hồ Thụy Sĩ. Anh em lưu ý những cái chuyện đầu chó và chuyện cân tiểu ly này, nó phải theo cái tiêu chuẩn của đồng hồ châu Âu, nó rất là đặc biệt. Cái khóa nó là khóa zin này, cũng là khóa đúc luôn, 750, rất là đẹp. Đây là một chiếc đồng hồ, cơ chế của nó rất là đặc biệt, và có thể nói là những cái hãng đồng hồ độc lập họ sản xuất những chiếc đồng hồ theo đơn đặt hàng. Khi mà mời các chuyên gia nổi tiếng của các hãng để chế tạo lên một chiếc đồng hồ theo cái đơn đặt hàng, theo cái ý tưởng của họ, và người thực hiện là sẽ là các chuyên gia để thực hiện lên những cái sản phẩm cao cấp như thế này. Anh em thường thấy những cái sản phẩm mà theo cái đơn đặt hàng nhiều, ví dụ như là hãng Bovet, hãng Harley Davidson, những chiếc đồng hồ nó rất là kỳ quái và nó theo những ý tưởng ngẫu hứng của các chuyên gia. Tay mình hơi bé một chút nhưng mà lên tay cũng khá là ok. Tay mình là tay có 16 thôi. Những anh em nó rất là ôm tay, anh em nhìn để ý cái kết nó dày, đặc biệt đối với những anh em mà tay to và nhiều thịt một chút thì đeo rất là ôm, rất là thích. Chiếc này thì vàng rất là nặng rồi. Anh em thì cũng không nên hỏi theo giá vàng, bởi vì anh em mua đồng hồ cũng không phải là mua cái vàng nó nặng bao nhiêu. Chứ cầm trên tay thì rất là nặng, bởi vì anh em thấy cái đường kính của nó là 44, cái độ dày nó khá là dày, cho nên là nó khá là nặng vàng. Và đặc biệt là nó rất là đặc biệt, là không giống những chiếc đồng hồ khác, cơ chế hoạt động của nó rất là hay, bộ máy rất là phức tạp luôn. Giá giao lưu của chiếc này là 169 triệu. Vâng, xin cảm ơn anh em.